Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Văn hóa Việt. Ngày hôm nay, biên tập viên Trịnh Dương sẽ đưa quý vị đến một nơi vô cùng đặc biệt, đó là Đền Ngọc Sơn. Nằm trong cụm di tích lịch sử Hồ Hoàn Kiếm, Đền Ngọc Sơn không chỉ là một chốn linh thiêng mà đây còn là một kiệt tác vô cùng uy nghi giữa lòng Hà Nội. Đền Ngọc Sơn đã trải qua bao nhiêu thăng trầm biến cố của lịch sử trên mảnh đất ngàn năm văn hiến. Đây cũng là một nơi tâm linh đối với người dân địa phương chúng tôi. Bây giờ, mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi vào bên trong khám phá.